các bạn nhá. Mình là Ngạc Văn Hiển, giật là Hương Lauri. Hôm nay mình giới thiệu cái kỹ thuật là áo da Profession. Đây, đây một cái áo da là mình làm một nửa một bên rồi này. Đó, nhìn cái ống tay chưa? Đấy, này nó chưa khô dầu mà nó chưa đều màu. Còn bên này là chưa là. Đây là kỹ thuật là co. Đây, nó vẫn mềm, bình thường là mình là không tiêu chuẩn nó vẫn phẳng ra như này. Nhưng mà cái da nó sẽ bị đanh lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là bạn nào khéo là được. Đấy, tức là nó vẫn cứ mềm như bình thường thôi. Đấy, còn đây bên này chưa là. Kỹ thuật này là đặc thù của mình. Không bao giờ bị cháy hay là bị co hay là bị cứng đanh bề mặt. Hạt vân nó vẫn nguyên si nhá. Đấy, thấy không? Đấy. Đấy, nhìn bên này thì nhăn như quả táo tàu. Video trước mình làm trước nhận cái đồ này thì biết. Đấy, mình sẽ để đây dẫn qua thuật là mình. Đấy, nhất là cái ống tay này. Đấy, ống tay mình làm đẹp không? Ống tay này. Mình sẽ hướng dẫn, tức là phải làm cho cái bề mặt da này nó vừa đủ cái độ ẩm cơ bản, tức là có thể dầu hoặc là nước ướt. Sau đó thì lấy một cái bàn là nhiệt để ở mức độ số 1. Độ là số 1 này. Độ vừa phải. Rồi, ví dụ mình sẽ lấy một cái điểm đây chẳng hạn nhé. Cái này thì nó sẽ phải lấy vạt như này. Đấy, đặt lên đây. Lấy một miếng vải úp lên. Cán. Nên nhớ rằng là cái mặt da phải đủ độ ẩm để khô quá là nó khi nó sẽ đanh. Là tức là mức độ nhiệt thấp này thì là hầu hết trên tất cả mọi loại mặt da đều được. Đó. Kiểm tra. Góc này, này đầu mi khóa chỗ này. Đấy. Cái này mình che đi một chút vì cái kỹ thuật riêng bên mình. Xử lý thứ hai này thì là của bên mình, nhưng mà nếu là bình thường thì là cũng sẽ đạt được cái tiêu chuẩn rồi. Đấy, bề mặt da sau khi lạ thì là sẽ xử lý cái bề mặt này, nó sẽ trở lên nó mềm và các cái hạt vẫn nguyên, chỉ có điều là cái độ co, độ phẳng cái áo nó sẽ quay về trạng thái ban đầu, thấy không? Đấy, về cơ bản nó vẫn dùng bàn là và mức nhiệt là, với một số cái dòng áo thì các bạn cứ để tạo cho độ ẩm, xong rồi cán ở mức nhiệt thấp là nó sẽ phẳng. Ở đâu như mình làm, mình sẽ ấy xong mình làm cho nó vẫn mềm, nó vẫn căng. Chúng ta dùng cái ống tay bên này. Ống tay làm rồi này. Tay chưa làm này. Đấy, nhìn không? Đây, quay đây. Đây, nhìn rõ. Đó, đây là phong cách kỹ thuật ở bên mình. Giới thiệu mọi người biết là mình làm áo da nó sẽ quay trở lại trạng thái ban đầu. Chỗ này còn thô này, phẳng, nó còn mềm nhé. Đó. Rất ối rồi. Đó. Các bạn nhá, bạn thấy hay thì ủng hộ mình một like, một follow. Đó. À đấy, áo xong rồi, video tiếp theo mình sẽ phun phục hồi cái màu áo này. Còn màu áo lâu thì mình cũng phun, nhưng mà nó cái áo da này thì mình cũng sửa gần xong. Mình giới thiệu qua cái áo da này. Áo da trước cùng lô này nó bị cứng khô do cái si bóng, mọi người hay xịt nhá. Thì nó sẽ làm cái da nó bị đanh và nó không ổn định, nên là bên này mình chưa làm để nhìn sẽ biết này. Thấy không? Nó sẽ có chỗ khô, chỗ sẽ cứng 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 này.
Đấy, còn khi làm ra rồi thì nó sẽ bề mặt nó sẽ đều này, nó không bóng nhẫy nhưng nó sẽ mờ và nó mềm, bề mặt nó sẽ ít khuyết, ít lỗi. Đấy, cái chỗ lứt này thì sẽ làm lứt. Giới thiệu mọi người bên mình làm được những cái việc như vậy, giá rất là hợp lý. Thực ra là mình chưa làm thương hiệu luxury nên ra là giá bên mình lấy rất là hợp lý. Cái áo da này mình chỉ lấy có 500.000 thôi. Đấy, làm lại cái này mình có lấy có 500 đến 700 tùy theo, chứ chưa có cái nào lấy quá 1 triệu.